Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với lòng tự hào, biết ơn sâu sắc, dưới tượng đài, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đặt vòng hoa tươi thắm, dành phút mặc niệm và thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tới công lao những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ từng tấc đất biên cương trong giai đoạn từ năm 1979 đến cuối những năm 1980 của thế kỷ trước. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện có hơn 1.800 bộ liệt sĩ, trong đó có nhiều người con Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ghi sổ lưu niệm tại nghĩa trang với dòng chữ: "Chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng, làm hết sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, đúng như khát vọng của tổ tiên hưng thịnh yên bình. Cầu mong các anh hùng liệt sĩ an giấc nghìn thu, phù hộ cho quê hương đất nước ngày càng phát triển, sánh vai cùng các nước như Bác Hồ hằng mong ước và giao cho các thế hệ con cháu dựng xây." Đoàn công tác cũng tới dâng hương dâng hoa tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468 huyện Vị Xuyên. Đây là một trong những cao điểm diễn ra các trận đánh ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi có rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó còn có hàng ngàn liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường. Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020. Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đoàn đã đến thăm dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945, chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đoàn cũng đến dâng hương tham quan và trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử Đình Tân Trào, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng tổ chức họp quốc dân đại hội trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Các đại biểu bày tỏ sự thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và tâm nguyện mãi trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang mỗi đơn vị 30 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa.